Xin chào các bạn, mình là Phương Anh, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của Hàn Nguyên. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và giải đáp cho câu hỏi ure trong nước mắm có thực sự gây độc cho người sử dụng hay không? Có thể nói, nước mắm là loại gia vị không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình của người Việt Nam. Trong nước mắm, thành phần chính gồm đạm dưới dạng axit amin và ure nội sinh. Ure nội sinh được hình thành do quá trình hủy phân đạm từ cá. Do đó, nước mắm tất nhiên phải có ure, và ure nội sinh này hoàn toàn không gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng. Hiện nay, độ đạm sản xuất theo cách truyền thống thường không vượt quá 30 độ. Vì thế, để tăng độ đạm, các nhà sản xuất đã chủ động bổ sung thêm phân ure, hay còn gọi là ure ngoại sinh. Mỗi lít nước mắm chỉ cần cho vào 3,3 gram ure là tăng thêm được 1 độ đạm. Trong khi đó, các phương pháp phân tích của Việt Nam ngày nay không thể xác định đâu là ure nội sinh và đâu là ure được thêm vào. Vậy, phân ure là gì? Phân ure hay phân đạm là amoni nitrat. Trong phân này có hai thành phần cực độc với cơ thể người là amoni và nitrat. Khi thâm nhập vào cơ thể người, amoni ngăn cản quá trình vận chuyển oxy trong máu, gây ra hiện tượng da và niêm mạc của người bị ngộ độc hâm tím. Riêng nitrat khi vào ruột chuyển hóa thành nitrit, gây nhiễm độc hệ thần kinh, khiến người bị ngộ độc, nôn ói, choáng váng, chân tay bủn rủn. Trong trường hợp nặng, nitrit gây trụy tim mạch dẫn đến chết người. Vậy, câu hỏi được đặt ra, ăn nước mắm có ure ngoại sinh thì có nguy hiểm hay không? Câu trả lời chính là có, nhưng nếu ăn nhiều và lâu dài. Vì số lượng ăn vào hàng ngày không nhiều nên không thể nhận ra hiện tượng ngộ độc amoni nitrat. Bởi lẽ, liều gây độc của ure đối với cơ thể người khá cao, 8,7 gram trên kg thể trọng. Với nhu cầu của người Việt Nam sử dụng nước mắm như một loại gia vị, thì hàm lượng vô cùng nhỏ nên chưa thể gây độc cho cơ thể. Điều nguy hại ở chỗ, ure trong phân đạm thường có lẫn các tạp chất kim loại nặng như arsen, chì, thủy ngân. Đây mới thật sự là những chất gây độc cho sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, thành phần chất đạm trong nước mắm bao gồm nitơ toàn phần, nitơ phọcmon và nitơ amonia. Trong một mẫu nước mắm đạt yêu cầu, phải có tỷ lệ nitơ phọcmon trên nitơ toàn phần lớn hơn 60% và tỷ lệ nitơ amonia trên nitơ phọcmon nhỏ hơn 50%. Người sử dụng nên dựa vào những tiêu chí trên để lựa chọn một mẫu nước mắm đạt chất lượng, tiêu chuẩn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé.